lời cầu hôn cuối cùng. Tony à, tôi tin là Jonna sẽ đồng ý thôi. Cậu và cô ấy yêu nhau đã 2 năm rồi. Tự tin lên nha. Vâng, cảm ơn cô chủ. Cũng nhờ nhà hàng này của cô mà tôi gặp được Jonna. Jonna, hãy làm vợ anh nha. Ôi trời ơi, cậu đầu bếp nhà hàng đang cầu hôn với cô lễ tân kìa. Tuyệt quá, họ thật đẹp đôi. Em anh Tony à, anh làm em bất ngờ quá. Em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Em xin lỗi anh, hãy cho em thêm thời gian có được không? Jonna, chị không hiểu tại sao, nhưng mà Tony là chàng trai tốt, yêu em chân thành. Cả hai đã đến với nhau lâu rồi. Vậy mà... Chị Emma, em cũng yêu Tony mà. Nhưng điều kiện vật chất của anh ấy chưa đủ cho một cuộc sống gia đình. Tony đang phải sống trong căn hộ đi thuê. Bọn em mà lấy nhau bây giờ sẽ rất vất vả. Điều đó đâu có quan trọng bằng tình yêu của hai người dành cho nhau đâu. Em không thể tìm đâu ra một chàng trai tốt và yêu em chân thành như Tony. Cậu ấy thậm chí còn không màng tới tính mạng của mình để xông vào cứu em trong lần em bị bọn cướp tấn công đó. Em còn nhớ chứ? Chị Emma, chị nói thì dễ lắm. Chị là chủ của cửa hàng này, với một cuộc sống dư giả. Hơn nữa, dù chị không nói ra, nhưng ở đây ai cũng biết chị đang có một người đàn ông bí mật, có đúng không? Thế sao chị cũng không cưới anh ấy đi? Đây chưa phải là thời điểm để bọn chị kết hôn mà. Nhưng đó là chuyện riêng của chị. Còn chị chỉ muốn nói với em rằng, tìm được người mình yêu và hết lòng vì mình không dễ đâu. Đừng để vụt mất cơ hội nữa. Anh Tony à, em xin lỗi. Hôm nọ chắc là làm anh mất mặt với mọi người lắm. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Em có thể nói cho anh biết lý do được không? Em vẫn luôn nói là yêu anh, nhưng hết lần này tới lần khác từ chối lời cầu hôn của anh. Anh tưởng chúng ta đều đã sẵn sàng cho đám cưới rồi chứ? Em không thể cưới chồng và ở trong nhà trọ được. Anh biết mà, chúng ta sẽ thuê một căn hộ tiện nghi hơn. Anh sẽ cố gắng dần. Anh cũng đang tích góp tiền để mua căn hộ đây. Thôi đi, chuyện cưới xin của chúng mình cứ từ từ rồi tính. Mình về thôi anh, tới giờ mở nhà hàng rồi. Chị Emma chắc đang nhắc tới chúng ta đó. Hình như chị Emma đi hẹn hò thì phải. Lần nào đi hẹn hò cũng mang hoa và khuôn mặt rất tươi. Không ai biết người đàn ông bí ẩn của chị ấy là ai. Chị ấy cũng đâu còn trẻ nữa. Sao chưa thấy họ làm đám cưới nhỉ? Có thể chưa phải thời điểm thích hợp thì sao? Hay còn là một lý do nào đó nữa. Chị ấy cứ khuyên nhủ người khác, chứ bản thân thì lại không yêu và cưới một cách vô tư. Hả? Lạ thật. Chị Emma thử váy cưới ư? Chị ấy sắp cưới. Nè, thiệp của em đây. Hả? Thiệp gì đây? Trời ơi, thiệp cưới của chị Emma. Đúng rồi Jonna, chị Emma sẽ cưới vào chủ nhật tới. Hả? Tại sao lại đột xuất như vậy? Chị ấy cưới ai? Có phải là người đàn ông bí mật mà chúng ta vẫn nhắc tới đó hay không? Hình như là vậy. Chị ấy đang vô cùng hạnh phúc. Giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy người đàn ông bí ẩn. Em hết nghi ngờ là anh ấy đã có gia đình rồi nha. Dạ vâng, em không ngờ. Điều này thật lạ lùng. Đám cưới sắp bắt đầu rồi, mau lên. Em cũng phải trang điểm cho xinh đẹp chứ. Đám cưới của cô chủ cơ mà. Xong rồi thì đi thôi. Nhưng anh Tony đâu? Vẫn chưa chuẩn bị xong à? Bộ Tony không nói gì với cô ư?
anh ấy phải đi đâu đó nên đã tới chúc mừng cô dâu chú rể từ trước rồi. À, mà Tony có viết thư cho cô nè. Hả? Anh ấy viết gì vậy? Làm sao mà tôi biết được? Chuyện của hai người sao lại hỏi tôi? Thôi, cất thư đi đã, lát nữa về nhà rồi đọc sau. Nhanh lên kẻo muộn. Anh Ben, chúng ta đi đám cưới chị Emma cơ mà, sao lại tới bệnh viện? Em nhìn lại địa chỉ ghi trên tấm thiệp mời đi. Đúng địa chỉ bệnh viện này mà. Thưa quý vị, lần đầu tiên bệnh viện của chúng tôi tổ chức lễ cưới. Thật không đúng với nhiệm vụ của mình, nhưng hôm nay là một lễ cưới vô cùng đặc biệt. Xin mời cô dâu chú rể bước ra khán phòng. Chuyện gì thế này? Cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của chúng tôi. Đây là chồng của tôi, anh Edward. Lẽ ra đám cưới này phải được tổ chức cách đây 5 năm rồi. Nhưng mà... cậu biết không, tớ và Edward đang rất hồi hộp cho đám cưới. Chính vì thế mà sẽ tổ chức đám cưới thật đơn giản thôi. Tớ đang chờ Edward tới đón để sắm thêm một vài thứ đó. Emma, anh ở đây. Emma! Sau tai nạn đó, Edward đã hôn mê sâu và sống đời sống thực vật trong bệnh viện này suốt 5 năm. Bác sĩ mới chỉ thông báo cho tôi biết cách đây một tuần thôi rằng Edward sẽ tỉnh lại. Nhưng mà mọi thứ chỉ là tạm thời. Có thể sau lần tỉnh này, anh ấy sẽ vĩnh viễn ra đi. Edward, em biết là sức khỏe của anh còn rất yếu nên anh không thể nói được. Nhưng anh hiểu hết những gì em nói, có phải không? Thì ra là vậy. Xin lỗi mọi người, bởi phải tổ chức đám cưới trong một bệnh viện. Nhưng sức khỏe của Edward không cho phép chúng tôi được rời xa nơi đây. Không dễ gì tìm được người yêu thương bạn chân thành và sẵn sàng hy sinh vì bạn. Cho dù chỉ là một ngày Edward tỉnh lại, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để làm đám cưới với anh ấy. Tony đâu? Sao anh ấy không tới? Jonah, anh nghĩ rằng bấy lâu nay chính em cũng nhầm lẫn về tình cảm anh dành cho em. Có lẽ hiện giờ em đang biết ơn anh thôi, chứ không phải tình yêu. Chính vì sự mang ơn đó mà em cố gắng ở bên anh, đúng vậy không? Em không mang ơn anh điều gì hết. Hãy quên tất cả đi và sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Hồi đó cướp, cướp, cứu tụi bay, cướp. Anh Tony, cứu em. Jonah, anh nghĩ rằng đã đến lúc anh phải ra đi, bởi anh không thể tiếp tục ở lại khiến em khó xử. Anh hiểu rằng tình yêu thì không thể gượng ép. Anh tin em sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng và đủ điều kiện vật chất như em mong muốn. Anh Ben, tối nay đi rồi. Ờ, Jonah, cô vẫn còn ở đây ư? Tony đã đi từ sáng nay. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 11 giờ từ sân bay Telopharm. Thật hả chị? Em phải đi tìm anh ấy. Xin lỗi chị, xin lỗi tất cả mọi người. Em đã làm gián đoạn buổi lễ quan trọng. Không sao đâu, nhanh lên đi. Cảm ơn chị Emma. Em sẽ giữ chân Tony lại. Em yêu Tony mà. Em sẽ không để mất cơ hội được cưới người đàn ông yêu mình chân thành và hết lòng vì mình. Ừ, đúng đấy, đừng đánh mất cơ hội. Bởi có thể em sẽ không tìm được cơ hội lần thứ hai đâu. Nhất định em phải giữ chân anh ấy. Nếu cần, em sẽ quỳ xuống chân cầu xin Tony ở lại. Cậu nhóc ưa tốc độ. Chúc mừng anh là người Đan Mạch đầu tiên nhận được huy chương vàng môn đua xe đạp ở Thế vận hội Olympic. Anh có thể chia sẻ cho chúng tôi về con đường dẫn tới thành công của anh được không? Để có được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn rất nhiều người. Nhưng đặc biệt hơn cả là một người mà tôi chưa có dịp gặp lại lần thứ hai.
Chính người này đã mở ra cho tôi cơ hội để có thể vươn tới thành công ngày hôm nay. Ồ, anh có thể kể cụ thể hơn câu chuyện cho chúng tôi nghe được không ạ? Vâng. Thomas, anh làm gì mà cứ lau chùi mãi thế? Quan sát tình hình xe cộ lưu thông trên đường đi chứ. Xe cộ bình thường thế này, lo gì chứ Jack? Trời, chiếc xe đạp kia vượt cả ô tô rồi kìa. Trời, vận tốc còn hơn cả ô tô, không thể tin nổi. Ồ, mà bây giờ đâu phải là lúc khen ngợi cậu ta. Jack, đuổi theo mau, chúng ta phải dừng chiếc xe đạp kia lại. Xe cậu ta vượt tốc độ quá lớn. Trời, đang vội thì chớ, chuyện gì đây? Chào cậu. Thưa chú, có chuyện gì vậy ạ? Ồ, một cậu bé. Cậu bé, cậu đã đi xe vượt quá tốc độ cho phép rất nhiều. Ôi, thật tình là cháu sắp muộn thi, nên cháu buộc lòng phải phóng nhanh một chút cho kịp giờ ạ. Thì ra vẫn là học sinh. Thế thì cháu đi đi. Nhưng từ bây giờ có vội mấy cũng không được phóng nhanh như vậy nữa đâu nhé, nguy hiểm lắm. Ôi, cháu cảm ơn chú. Này, cậu bé. Dạ, chú gọi cháu ạ. Để lại địa chỉ của cháu, có gì chú sẽ liên lạc. Cậu cần địa chỉ làm gì vậy Thomas? Trời, đây là thư từ câu lạc bộ đua xe đạp nổi tiếng nhất Đan Mạch mà. Sao lại gửi cho mình nhỉ? Sau khi đã xem được bản giới thiệu của cảnh sát, chúng tôi muốn mời bạn tham gia tập huấn ở câu lạc bộ đua xe đạp Rolls-Royce. Chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt cho bạn. Trời, chính là người cảnh sát hôm trước. Tôi hy vọng người cảnh sát năm ấy xem chương trình này trên TV vì tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chú. Chính chú đã là người đem tới cơ hội thay đổi cả cuộc đời của tôi. Ồ, thật thú vị. Trong cuộc sống, cơ hội đến có khi ngoài chủ đích, chúng ta phải nắm lấy. Cảm ơn và chúc mừng anh, vận động viên đầu tiên của Đan Mạch nhận được huy chương vàng môn đua xe đạp ở Thế vận hội Olympic. Đừng buông xuôi. Cậu đừng tìm cách nữa, nhiều vấn đề lắm, mời vào. Ông Bình, đây là lần thứ ba ông khất nợ rồi. Công trình đã hoàn thành được gần một năm, chúng tôi không thể chờ ông thêm được nữa. Vâng, chúng tôi cũng đang cố hết sức để thanh toán nốt số tiền còn lại cho công ty anh trong thời gian sớm nhất. Thời gian sớm nhất của ông là bao giờ? Chúng tôi gia hạn cho ông một tuần nữa. Nếu không thanh lý hợp đồng, chúng tôi sẽ kiện công ty ông ra tòa. Thì ông cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi chào, tôi sẽ quay lại sau một tuần nữa. Sếp, tôi thấy lo quá. Tình hình căng thế này thì không ổn anh ạ. Cậu làm gì cứ cuốn lên thế? Bây giờ đã ngồi trên lưng hổ rồi, cứ để cho nó chạy. Nào, mình với cậu làm vài ly đã. Uống vào sẽ quên hết mọi sự. Trời, lúc này mà anh vẫn còn uống được sao? Anh biết tháng này đã là tháng thứ ba công ty nợ lương rồi. Mọi người xin nghỉ việc tràn lan. Anh nhìn xem, công ty chúng ta trước đây đông nhân viên là thế, giờ thì có bao nhiêu người trụ lại đâu. Sao tôi lại không biết chứ? Cứ nghỉ hết đi càng đỡ gánh nặng chứ sao. Sao anh ta có thể như thế được chứ? Sao? Không uống hả anh bạn? Cậu là bạn tôi trong cuộc sống, còn ở công ty, cậu cũng là chiến hữu trên mọi mặt trận. Uống, uống đi. Bây giờ mình không làm gì được nữa, công ty sẽ phá sản. Vậy là bao công sức gây dựng của mình giờ đã mất hết. Nhưng đã đến bước này thì đành buông thôi. Trời, anh Bình, anh cứ tiếp tục thế này thì không được. Anh phải cứu lấy mình, rồi cứu lấy công ty chứ. Cứu mình, cứu công ty,
không làm gì được nữa rồi. Không ai có thể giúp tôi được nữa. Không được rồi, mình phải làm thế nào cho anh ấy tỉnh lại. Không ai có thể giúp được tôi đâu. Cậu đừng tìm cách nữa, nhiều vấn đề lắm. Vấn đề gì? Dù nhiều đến đâu, từ từ gỡ cũng sẽ giải quyết được. Anh phải tỉnh táo lại đi chứ. Sao anh buông xuôi để cho mọi việc ngày càng trầm trọng như thế? Tôi sẽ cùng anh tháo gỡ khó khăn. Anh cùng tôi tháo gỡ khó khăn? Bằng cách nào? Anh cứ nói đùa. Không, không ai có thể giúp được tôi cả. Tôi có thể giúp được ông. Nào, hãy đi theo tôi. Đi đâu, đi đâu? Cứ để tôi đi một mình, không phải dìu dắt gì hết. Cứ ngủ đi, ngủ một giấc rồi tỉnh lại xem sao. Này, cậu đưa tôi đi đâu thế? Đi chơi, đến một nơi rất hay. Tới rồi, mời anh xuống. Một nơi hoang vắng thế này, cậu bảo tôi xuống làm gì? Thì anh cứ xuống xe đi. Chà, thoải mái quá. Anh có thấy nơi này yên tĩnh và thoải mái không? Cậu bị điên rồi. Cậu bảo giúp được tôi, thế cậu dẫn tôi ra đây làm gì? Để ngắm nhìn những linh hồn đã khuất à? Đúng, những linh hồn đã khuất. Anh hãy nhìn xem, chỉ có những người nằm dưới mộ kia mới không gặp phải vấn đề gì lo lắng. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp vấn đề khó khăn cả. Vấn đề là chúng ta có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn hay không mà thôi. Thử hỏi, nếu anh bỏ cuộc, buông xuôi, anh có khác gì những người nằm dưới những nấm mộ kia không? Cậu ta nói đúng, mình đã buông xuôi, đã tự biến mình thành những người đang nằm dưới nấm mộ kia. Không thể như thế được. Nhưng làm thế nào đây? Làm thế nào là việc phải tính, phải tìm. Nhưng không thể tự cho mình như những người đang nằm trong những nấm mộ kia. Cốc dọa hổ. Ta là chúa tể rừng xanh, ai ai cũng phải sợ ta, tất cả đều phải phục tùng ta. Ôi cha, cái gì thế? Dạ, dạ, thưa ông cọp, chúng tôi không có ý đâu ạ. Nhìn thấy ta mà vẫn ngang nhiên ăn uống vui vẻ, chúng bay thật là hỗn láo. Mau đi tìm đồ ăn cho ta, mau lên. Dạ vâng, chúng tôi đi ngay đi ạ. Sóc nâu, cậu đi đâu mà vội vội vàng vàng thế? Tôi xin lỗi, tôi đang phải đi tìm đồ ăn cho cọp. Hắn vừa nổi cơn tức giận, bắt chúng tôi phải đem đồ ăn đến cho hắn. Lại là cái con cọp đáng chết ấy. Cậy có sức mạnh mà càng ngày càng lộng hành. Nó đang ở đâu để tôi đi xử lý nó? Ấy ấy, đừng có dại. Cậu bé tí thế, làm sao mà xử lý được hắn chứ? Hắn mà giẫm cậu một cái thì chỉ có bẹp chí. Cậu không phải lo, để đó tôi sẽ có cách. Sao cái lũ sóc này chậm chạp thế không biết? Mãi không thấy chúng về. Ta cứ đợi ở đây, chúng kiểu gì cũng phải về nhà, đừng hòng mà trốn được. Con cọp kia, ai cho ngươi nằm ở đây? Đây là chỗ của ta. Cái gì? Đứa nào nói thế? Đồ tí hon kia, ngươi là ai mà dám hỗn láo với chúa Sơn Lâm ta thế hả? Ta chính là cậu ông trời đây. Đừng có lôi thôi, cút mau khỏi đây. Đồ oắt con, đứng đó mà nói nhảm. Sao lại là nói nhảm? Ngươi không tin ta là cậu ông trời sao? Vậy ngươi hãy thi tài với ta, xem ai hơn nào. Được, ta sợ gì nhà ngươi chứ? Ta với ngươi thi nhảy, thế nào? Cái giống cọp này, trước khi nhảy, bao giờ cũng quật đuôi mấy cái để lấy đà. Phải rồi, mình sẽ lợi dụng nó. Được, chấp ngươi đứng trước, ta đứng sau, cả hai cùng nhảy. Hơ, đã yếu thế rồi lại còn sĩ diện. 1, 2, 3, bắt đầu. Thế nào hả? Trời ơi, con cốc này
này thật nguy hiểm. Thoáng cái đã thấy nó đến đích rồi. Nó đúng là cậu ông trời thật rồi, nên mới có phép biến hóa thần kỳ như thế. Phải chạy thôi. Anh cọp, có việc gì mà anh chạy dữ vậy? Người không biết ư? Ở đằng kia có con cóc xấu xí, nhưng đáng sợ lắm. Ta phải trốn nó đấy. Ôi, con cóc thì có gì mà đáng sợ? Anh cứ đưa tôi đến gặp nó, tôi sẽ bóp nát nó cho anh xem. Có thật không? Con cóc ấy nguy hiểm lắm. Anh cọp uy nghiêm là thế, mà nay phải sợ một con cóc à? Được rồi, ngươi trèo lên lưng ta, ta sẽ dẫn ngươi đến đó. Đâu, nó đâu? Để tôi đến xử nó giúp anh. Cây dúm lông này nhậm hết cả miệng mình. Nó kia kìa. À, thằng cáo kia, mày làm gì mà chậm chạp thế? Mày bảo trả nợ tao hai con cọp, sao bây giờ mới dẫn có một con đến? Làm sao tao ăn đủ no? Trời ơi, nó vừa mới ăn thịt một con cọp xong, miệng vẫn dính đầy lông cọp kia kìa. Phải chạy thôi. Ơ, này anh cọp. Này cốc tía, cậu giỏi thật đấy. Không những đe dọa được cả cọp khỏe mạnh, mà còn xử lý luôn cả con cáo ranh mãnh và độc ác. Để đấu với những kẻ có sức mạnh như ngông cuồng này, thì chúng ta phải dùng đến mưu trí cậu ạ. Lời nói dối nghẹn ngào. Xong chưa con gái ơi? Con xong rồi ba ơi. Con chào ba ạ. Học ngoan nhé con gái. Anh hai, tôi đến rồi đây. Bắt đầu tính công cho tôi nha. Cậu Hải đây rồi, hôm nay có làm thêm được không? Hàng về nhiều quá mà người ta lại cần bốc gấp. Dạ được, anh cứ để tôi. Tay như hôm nay, không ngờ nhiều hàng đến vậy. Mệt hơn một tí, nhưng được thêm nửa công. Cuối năm sắm được tí Tết cho con là mừng rồi. Hôm nay mình làm còn nhanh hơn mình nghĩ đấy. Nhanh cái gì? Hơn 5 giờ rồi chứ sớm đâu. Thôi chết, đã hơn 5 giờ rồi ư? Tôi phải về trước đây. Vội gì thế? Sao không đi làm chén nước cho đỡ khát đã? Ba xin lỗi, hôm nay ba bận giải quyết nốt chút công việc. Không sao đâu ba ạ, ba con mình về đi. Con đói chưa? Con đói lắm rồi. Ba con mình qua chợ mua con cá nấu canh chua nha. Yeah, tuyệt quá. Hoan hô ba. Ăn đi con, ăn nhiều vào con, cá chép bổ lắm. Cứ gấp cho con mãi thế. Con học hành cả ngày vất vả, ăn nhiều vào mới có sức chứ. Ba đi làm cả ngày chỉ ngồi bàn giấy, công việc cũng nhàn, nên con không phải lo cho ba làm gì. Cứ ăn nhiều vào. Vâng, con cảm ơn ba. Tết năm nay cơ quan thưởng cũng khá, hôm nào ba dẫn con lên chợ tỉnh mua cái áo khoác mới nha. Yeah, tuyệt quá, con cảm ơn ba. Ừ, ăn đi, để ba đi múc thêm canh. À, ba không sao, con đừng lo, cứ ăn đi con, ăn đi. Ba nằm một lát sẽ đỡ thôi. Ba để con dìu vào giường cho. Không, ba đỡ hơn rồi, ba tự đi được. Con cứ ăn đi, rồi còn học bài.
bát đũa cứ để đấy, lát ba rửa cho. Tội nghiệp ba quá, chắc ba đi làm cả ngày cũng mệt lắm. Từ nay mình sẽ rửa bát, giặt quần áo giúp cho ba. Quần áo của ba ư? Ba mang thêm bộ quần áo nữa đi làm gì nhỉ? Sao quần áo ba lại bụi bẩn thế này? Lại toàn mùi mồ hôi nữa. Hả? Ba ơi, sao ba lại nói dối con? Sao ba bảo công việc của ba không mệt, không đói? Ba ơi, con thương ba lắm. Chuyện đàn nhạn. À, mới ngủ một chút mà mặt trời đã mọc rồi. Hê, ngủ chẳng đã chút nào, nóng gì mà khiếp thế không biết. Này nhạn béo, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ theo đàn bay đi hôm nay. Ơ, đi đâu mới được chứ? Cu rừng dạo này khan hiếm thức ăn quá. Cả đàn chúng ta định bay về phía đông, ở đó có một khu rừng lớn, có thể kiếm thức ăn dễ dàng hơn. Ờ, thật vậy sao? Cứ nói đến thức ăn là tớ ủng hộ ngay. Chuẩn bị đi thôi, mau đi thôi các bạn nhỏ. Vâng ạ. Chúng ta bay khá lâu rồi. Cả đàn đáp xuống tán cây dưới kia, nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Anh nhạn đầu đàn ơi, bay cả ngày rồi, tôi đói quá. Ở đây mát mẻ thật đấy, nhưng mình kiếm thức ăn gì bây giờ? Đúng vậy anh ơi, chúng ta ăn gì đây? Ờ thì... Kia rồi, chúng ta xuống ăn tạm đồ họ đánh rơi, rồi mai sẽ tính sau. Ồ, chú chim nhạn ở đâu mà dễ thương quá. Ừ, hình như nó đang đói lắm. Anh nhạn ơi, các bạn ơi mau xuống đây, nhiều thức ăn lắm. Ôi chao, đàn chim nhạn dễ thương quá. Hình như chúng vừa trải qua một hành trình dài. Chú nào cũng đói meo thì phải. Hôm nay ăn no quá. Ừ, lại còn không vất vả đi kiếm mồi nữa chứ. Đúng, chúng ta cứ chật ở dưới này. Những vị khách vào công viên sẽ cho chúng ta ăn. Tôi thấy mọi người ở đây đều thích chơi với chúng ta. Mỗi lần họ đều cho rất nhiều thức ăn. Thế thì chúng ta cứ ở đây, bao giờ mùa đông đến thì chúng ta bay về phương Nam là được. Ừ, nhạn béo nói cũng có lý. Thức ăn sẵn có như thế thì chúng ta chẳng cần đi đâu cả. Oh yeah, anh nhạn đầu đàn thật là sáng suốt. Vậy là từ giờ chúng ta chẳng cần bay, cũng chẳng cần mất công tìm kiếm vẫn dư dả thức ăn. Thật là sung sướng biết bao. Anh nhạn đầu đàn, mùa đông sắp tới rồi, công viên cũng sắp đóng cửa.
chẳng còn ai vào cho chúng ta ăn nữa đâu. Chúng ta mau về phương Nam thôi. Đúng, đã tới lúc chúng ta phải bay về phương Nam rồi. Nào, chúng ta cùng lên đường thôi. Chúng ta béo lên nhiều quá, không thể cất cánh bay nổi nữa. Chỉ vì lười biếng, ỷ lại mà chúng ta đã tự giết mình rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.